Hello bà con. Trời trời, giờ này mới có gần 11, cái gì mới 10 giờ đêm. Tôi nửa bò bò ra đây nói sợ ma mà dẫn đi nghe bà con. Sợ sợ mà mình đi mình cứ có gì đâu. Đi đại đi, không có sao đâu. Nó ghiền rồi là cỡ nào cũng đi. ông kẹ. Này quay cho bà con coi hai đồng bọn đang làm cái gì đây nè. Bà con ơi, bà con cua nó đang chạy. Lẹ đi khe mình. Con này bự nè. Con này bự nó chạy ra rồi ui. Nhìn lên, nhìn lên. Đó, thấy không? Hai bà con đó thấy không? Ê, gớt cua đỏ cho mẹ anh á. Gớt. Con này xanh. Xanh, xanh đâu mà xanh, cởi nó. Thấy không? Thôi, con không nhận đây. Con nhỏ con chưa chạy, con bự. Con có bự chà bá lội đâu mất tiêu rồi. Đi đây nè, chết cha không? Đau quá, hỏi con ơi. Kìa con ngoài đó kìa. Nó chạy ra ngoài đó rồi. Nhỏ nữa luôn hả? Chà bá mà. Ô cua cái. Được không? Nè, khá bên, con này được nè. Kìa, khá bên, con chà bá luôn kìa. Cái này được. Cái luôn hả? Ồ, chà bá luôn mà cái. Đã không, đã không? Chết rồi, cái đèn của ông già tối đuôi à. Đây con cua nè. Mà nó nhổ làm gì đây bà chị? Đặt lên tôi coi coi. Đàn ông hay đàn bà? Trời ơi sao bữa nay cái không vậy? Đây. Đem mà đặng. Ô phụ nữ luôn. Ôi đất ơi sao chà bá một phụ nữ không vậy? Coi nè. Coi nó bò vô nè. Nó ngồi đây nè. Trời anh ơi, nó ở đây nè anh ơi. Ủa. Bữa không? Có hàng bà con ơi, có hàng. Đâu? Bự không? Đây, rõ ràng là đường ông nha. Rõ ràng cái yếm là đường ông nha. Đó. Wow, chà bá luôn, khỏi cần đo. Ừ, nhưng mà, ê, cặp cái. Đó. Lấy cái đứt đo đàng hoàng cho bà con chứng kiến nè. Bự luôn nè. Ôi trời ơi, giác mẹ này. Luôn rồi. Over nè. Ừ. Ngon làm vô thùng. Đây. Anh đo chưa? Hay quá rồi mày. Đây cua đỏ gì vậy? Không phải. Đâu, giác coi. Chẳng đâu. Dư luôn. Dư luôn. Đó đi, lấy cái thước đo nè. Dư luôn mẹ. Nhưng mà đo đi cho bà con ta thấy. Cha tôi quơ quá rồi, tôi thấy cua tôi quơ quá rồi, bà con. Đàn ông đàng hoàng. Đàn ông đây. Chưa. Mỗi người được 12 con nha. Nó tuân thủ lực lệ đàng hoàng nhé. Ôi nó xuống kìa lùng. Đây. Wow, này. Con này đủ nè. Biết rồi đi nè. Nhỏ đó đi. Đúng rồi. Đủ rồi, nhỏ rồi. Tí một chút. Nè, thấy chưa? Anh chà bá luôn anh ơi. Anh Lông. Thằng quý Kevin này thiệt chứ. Kevin. Lại đây lẹ đi. Lẹ đi. Lẹ nè, nhanh lên cua chà bá nè. Bự đo đi. Nè lùn bỏ cho đi lùn.
tay mà không có thùng. Đủ. Thì bởi vậy cái thằng đó thiệt tình. Nhỏ quá. Hút cả bá luôn. Cả bá luôn. Thùng của cô nè, khỏi đo. Cho mày vô thùng luôn, khỏi đo. Không ơi. Bắt đi. Cô này đánh quá trời. Thùng của cô kìa, nó cả bá luôn. Nó má ơi, nó bu lại như mỏi tí đường. Bôi lẹ đi đấy không? Ủa, cô đâu rồi, nguyên bậy. À, thì ra là hai bay là dê hai nhỏ này. Ồ, hai đứa này toàn hai đứa cái không anh ơi. Ê, cái này sao? Nè, có một tay một hà, vừa quay phim nữa nên không bắt có được. Tức muốn chết luôn nha. Nè, lấy đó giùm coi. Bà con ơi. Cú. Cởi nó đây ngồi về cũng mấy à. Rét nó bởi. Nó dướng rồi. Nó về nhau. Nó qua bển nhóc quá trơn kìa, tao đi. Trời ơi, con này nhóc quá trơn. Má ơi, cái hàng này nhỏ quá, thôi tao không thèm giờ mày luôn. Đâu. Trời ơi. Ngủ. Nó nhỏ không. Kiếm chà bá. Nè, nó nè. Sao đây? Ôi, Khe Bình, mày lại đây đi, Khe Bình. Nhóc đây. Nó mẹ. Lại nó, bắt hết đi. 36 con. Vũ, giúp. Qua đây nè, Khe Bình, căn hàng đây nè. Ủa? Anh nó sâu đi anh. Anh đi em ra sâu, anh sợ. Ủa, nè. Bà con ơi. Khe Bình, chạy lên đây nè. Chỉ có một tay chỉ bắt không được. Chạy đâu? Chạy hả? Tao đưa cho đồng bọn. Trời ơi, con chà bá luôn nội nha. Bỏ vô vô. Bự quá, bự quá. Gửi nha. Gửi hả? Gửi. Có để cái tên nha. Con là bự. Gửi luôn. Kiếm. Ê, này hai con nó đừng con đó. Ê, nè. Nó còn nó ê gì mà trên bờ tùm lum hết trơn vậy. Nó ê bắt con đó coi đo sao thấy không bòi chân không theo mình. Em thấy bự hơn tay em là bự hơn. Không dám đâu, ngồi đem lên bờ đổ ra đo. Được cho nó vô đi, ngồi đo. Ê có ông vậy, ông bạn này ông im vô cũng hốt nè. Ủa nè, nhóc cái chân nè. Như thằng ăn trộm. Cái đèn pin này tức ghê luôn. Lẹ bà con ơi, giúp tôi coi con này quá trời bự rồi sao giờ. Ui nè. Ê, anh. Con bà mẹ đầy thùng rồi sao vậy anh em? Má sắp đầy thùng. Vừa quá. Trời ơi. Má lần đầu tiên hết tôi rồi bắt cô. Ê, anh em sao hỏi? Bận không? Bự không? Không biết. Cũng bự mà. Cho vô đó đi, hồi vô bự đâu á. Đây thùng rồi nha. Ê, nó nè. Anh em sao hỏi chết ra con cá gì vậy? Bắt đi. Bắt đi, nó bự rồi. Rồi. Rồi, đi đâu một khắc, tay. Con kìa, nó bò vô đó, nhắc cái chôn kìa. Ồ, đây này, đây. Thôi, nhỏ xíu, thả nó đi, không có bự đâu. Thả đi. Chịu. Ui, ở đây con nó đây nha, hai đứa nó đang dê nha. Thằng này nè, thằng nãy đang dê nhỏ này nè. Đo đi có gì. Tắt
gì sao bà con chịu gì thôi, nó nổi cái cánh này cái nó bò kìa, cái nó bò lúc nhúc kìa. Trời ơi 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 ơi, cái nấm ngoe nó cũng quăng được. Ủa mình có ra cái rãnh nào anh, đâu vậy? Ba người bắt bao nhiêu đây nè các bạn? Một bữa. Lâu lâu quá nó đi bắt cua. Xong nhắc cho đi bắt cua. 6 7. Ta. Tu trên núi không được, phải có cua. Mượn nó xách giùm cái thùng cua nó té một phát. 10. 11. 2. Người 12 con, 3 đứa đó 36 con đó. 4. Không đủ lên mà trời. 6 17 8 18 19 20 bắt vừa đủ lên mặt đấy. Đếm 21 em mấy cô nãy đếm mấy cô nhỏ rồi. 22 23 23 24 24 này bự nè. Ờ, nó bự nè. Này bự nè. 25 này bự nè. 6 16 7 7 8 4 con thứ 2 con nữa cộng 2 cô nhỏ cho đủ đi. 28 28 với cái đó còn như 6 con, 3 4 con à. Cộng 2 cô nhỏ. Thiếu 2 con nha bà con. 9 lực là cho mỗi người được 36 con. Là cũng nhiều mình con. 12 con chứ, người 3 đứa là 36 con. Ờ, có một thùng mà 3 đứa. 3 đứa không có đồ đựng riêng ra. Cảm ơn các bạn.